Hello, lại là Bộ đi vua đây các bạn. Bây giờ mình trả lời tiếp cái bạn hôm rồi hỏi mình về vấn đề là học điều dưỡng hay là học uh, nghề nấu ăn ha. Thì thiên hướng của bạn là muốn đi về điều dưỡng thì cái video trước mình đã có trả lời bạn là cái ý của mình là bạn nên học về ngành nấu ăn. Rồi bây giờ mình trả lời những câu hỏi của bạn tiếp luôn là bạn nói là nếu mà học điều dưỡng xong học xong ra trường á thì mình tự mở viện chăm sóc người cao tuổi hay là mình đi làm cho các viện ở Đức. Đây là cái nhìn nhận của mình nha. Thì mình cũng may mắn mình cũng vào dân dưỡng lão mình làm được 6 tháng thì người ta cuốn đi cùng mình tức là người ta. Uh, từ chối mình không nhận mình thì mình đi làm mình mới biết được một chút nào tổ chức trong đó thì mình thấy là mình nhận xét là người việt mình nếu mà qua đây các bạn uh, học xong nghề điều dưỡng á thì chỉ nên đi làm cho các viện dưỡng lão thôi chúng ta sẽ không đủ khả năng để tự mở viện chăm sóc thôi uh, mở viện chăm sóc uh, người cao tuổi đâu uh, luật lệ ở bên đức người ta <laughs> mình nói các bạn nghe ở bên đức á, cái cái tánh mạng của con người á người ta đưa lên hàng đầu từ trẻ em cho tới người cao tuổi ha, cho nên mở cái việc nhân lão á, là những luật lệ đi theo nó rất là nhiều rất là nhiều cái luật mà để bảo đảm chăm sóc sức khỏe người ta rồi nào là lấy tiền từ các quỹ bảo hiểm lấy tiền từ lương hưu các các cụ hay là nghĩa là cái đồng tiền vô cái đồng tiền ra rồi thuê mướn công nhân thuê mướn người làm À, công nhân lau chùa quét dọn Một viện dưỡng lão nó chẳng khác gì mà Một bệnh viện ha các bạn ha Nó gần như vậy luôn á Thì cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Rồi cũng rất là cao Rồi phòng ốc trang thiết bị Mình không có vốn để làm nổi đâu các bạn Hầu như là các viện dưỡng lão Ở bên Đức á Là tư nhân là họ mở nhiều Mà tư nhân hầu như là các tập đoàn Các tập đoàn lớn và các công ty lớn người ta mới là đầu tư uh, viện dưỡng lão các bạn à, còn chính phủ thì Viện dưỡng lão của chính phủ rất là nhỏ hình thức rất là nhỏ kể là chính phủ nguồn lực uh, không mạnh bằng tư nhân hả? Uh, rồi luật lệ phải có luật sư kèm theo nếu xảy ra cái gì giữa các cụ với uh, trong cái diện mà xảy ra bệnh tật hay gì đó giống như là thời mình làm cũng có covid ha là đâu thời mình làm là dường như là covid mới bắt đầu thôi à, mình uh, không Thời mình làm là chưa có covid nhưng mà thỉnh thoảng là có cái tình trạng là uh, các cụ bị uh, uh, tiêu chảy đó các bạn uh, cho nên là lúc đó là các cái nhân viên đều phải mặc quần áo uh, giống như là vào phòng mổ đó các bạn đó, để uh, tránh nhiễm trùng đó, đó. mình nói là uh, phòng ốc đầu tư nào lò sưởi nào điện ga nước hệ thống sưởi hệ thống thoát nước phải đều rất là tiêu chuẩn rất là cao không phải như ở việt nam mình đâu việt nam mình là các bạn nhìn thấy các cái trung tâm chăm sóc người cao tuổi việt nam rất là đơn giản nhà cấp 4 cũng được ha bây giờ người việt mình khác xã hội mình khác còn xã hội đức là người ta đặt nặng vấn đề an toàn về mọi thứ rồi sức khỏe rồi bảo hiểm À, dính rất là nhiều thứ liên quan chúng ta không đủ trình độ để mà xảy ra sự cố chúng ta không đủ trình độ nhân lực để mà chúng ta có thể mà đấu tranh <laughs> với luật pháp ha các bạn ha rồi mà đầu tư cơ sở vật chất chúng ta cũng không có đủ tiền để chúng ta làm điều đó nổi đâu ở Việt Nam thì còn uh, xây cái nhà cấp bốn uh, uh, rồi uh, xây nhà bếp rồi nó dễ chứ ở Đức mình nói là không người Việt mình không thể nổi kể cả người Đức chỉ những tập đoàn lớn người ta mới đầu tư nổi các bạn chính phủ Đức người ta cũng đầu tư rất là nhỏ vào những giữa uh, những lão ha các cái tập đoàn lớn các công ty lớn người ta là cổ phần cổ phần cổ phiếu gì trong đó, đó đó người ta mới làm nổi những cái vấn đề này cho nên là chốt lại theo nhận định của mình học xong rồi các bạn chỉ là uh, mình lại để tiếp cái đường linh mà mình đã nói về là Ừ, tương lai phát triển của uh, nghề điều dưỡng ha video trước mình đã để rồi video này mình để nữa đó là mình đã nhìn thấy cách đây một năm là mình có làm video đó thì mình các bạn xem đi là tương lai là chúng ta chỉ có thể tới đó như thôi, như vậy thôi chứ còn mà mở gì những lão thì chúng ta chỉ có nước là khả năng là về việt nam về việt nam mà, mà làm được cái việc đó chứ còn ở đức thì uh, vậy là mình trả lời các bạn học xong ra trường thì chúng ta không thể tự mở viện ở đức được đâu mà chúng ta chỉ có thể về Việt Nam thôi ha à, mình rất biết là tâm ý của bạn bạn muốn là mở những viện dưỡng lão để chăm sóc người cao tuổi vậy thì chúng ta hãy đem những kiến thức của mình à, đem vốn liếng của mình về Việt Nam chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam à, ở Đức thì chúng ta qua học thôi chúng ta làm thôi chứ chúng ta không đủ khả năng đâu ha nếu chúng ta kết hợp được là chúng ta kêu gọi đầu tư từ đức về mở những viện uh, tiêu chuẩn <laughs> tiêu chuẩn cao <laughs> ở việt nam được uh, thì là tốt nhưng mà tiêu chuẩn cao thì uh, đòi hỏi chúng ta có rất nhiều trình độ có nhiều mối quan hệ thì người đức không có đầu tư ha thì các bạn có xem cái video của mình uh, trong cái đường link ở dưới đó mình nói về cái việc mà phát triển của uh, nghề điều dưỡng đó thì các bạn xem đi có nhiều hướng lắm ha. nhiều hướng mình có gợi ý trong đó và cũng là một cái ước mơ của mình tức là mình rất muốn là à, cái gợi ý cuối cùng ở trong cái video đó là mình nói là à, du lịch điều dưỡng đó. đó cái đó là mình à, rất thích nếu mà Việt Nam mình làm được cũng là rất tốt hoặc là điều dưỡng quốc tế giống như ở Dubai người ta làm á ha. Thì là rất tốt. Đó đó là tương lai đó nằm trong khả năng trong trong cái 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 uh, tầm tay của các bạn chỉ còn là mình mình chỉ biết gợi ý thôi chứ đợi mình đâu còn gì nữa đâu mà mà làm các bạn à, để mình chậm chễ hết rồi à, nhiều người nói là KFC là cụ bắt đầu khởi nghiệp khi cụ 80 tuổi nhưng mà mình 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 đứt rồi <laughs> có kiến thức gì về điều dưỡng đâu mà làm ha rồi bây giờ cái xã hội bây giờ nó phát triển nhanh lắm nó không phải như cái thời của cụ KFC đâu muốn Start up là nhiều thứ đi theo lắm Nào công nghệ thông tin đồ đủ thứ Không phải đơn giản đâu Thì mình nói các bạn là à, Hãy về Việt Nam à, Hãy mở những viện những lão ở Việt Nam Chăm sóc người cao tuổi à, Để mình đền ơn lại à, Những người cao tuổi ở Việt Nam Để xây dựng một đất nước Để cho mình được cái ngày hôm nay Thì tại sao mình đi học rồi Mình không về Việt Nam mình làm à, Mà mình mở viện những lão ở Đức Viện dưỡng lão ở Đức thì người Đức họ tự làm được rồi Việt Nam mình thiếu thốn mọi bề các cụ không được hưởng những cái khi mình đi là đi làm ở Đức mình sẽ thấy là các cụ được hưởng rất là nhiều cái quyền lợi những cái sự chăm sóc rất là tốt tại sao mình không đem những điều đó về để mình đền ơn đáp nghĩa lại những người cao tuổi ở Việt Nam các cụ sống một đời nhiều khi là khổ cực từ lúc tắm bé cho tới lúc bây giờ về hưu cũng không có lương hưu hoặc là có rất là ít rồi cần được sự chăm sóc thì không có sự chuyên nghiệp à, con cháu thì nó chăm sóc nhiều khi nó cũng không có cái, cái nghiệp vụ về điều dưỡng đó. chỉ biết cho cụ ăn rồi nó chăm sóc không được uh, là chu đáo lắm ha thì chúng ta hãy là những người làm cái điều đó đi đó là cái mình thấy là cái khả thi là về Việt Nam làm được và cũng là cái đền ơn đáp nghĩa chứ còn ở đức thì chúng ta chỉ đi làm thôi các bạn đi làm và giỏi nữa thì bạn hãy kêu gọi được đầu tư của những cái tập đoàn đức về về những lão mình nói là bên đức là nó chuyên nghiệp đến nỗi là có thể nói là đó là một ngành công nghiệp nha các bạn một ngành công nghiệp mà cũng hái ra tiền đó. bởi vì là cái phí ở trong dự dân lão rất là cao các bạn ha À, như mình nói trong những video trước là Mình nhắc lại một lần này nữa thôi Mình không nhắc nữa đâu Phí cho một cụ là tối thiểu phải là 3 ngàn Và uh, lút xuất là 5 ngàn đó. Uh, Euro nha Giá euro đó Một tháng đó, đó Cụ nào có nhiều tiền thì vô 5 ngàn đó. Chính phủ chỉ tài trợ cho một phần nhỏ Trong cái uh, những diện uh, tiêu chuẩn thôi Chứ còn uh, cụ đòi vô lút xuất Bắt chính phủ tài trợ Chính phủ không tài trợ đâu Đấy, Cụ phải uh, lấy tiền túi cụ ra Nếu mà cụ có nhà cửa bất động sản cụ bán đi bán vài trăm ngàn đó rồi mỗi tháng trích trả vô trả vô đó rồi cụ mất thì số tiền đó mà nó còn thì con cháu hưởng còn số tiền đó mà khi nào cụ bán hết cái đó xài hết cái đó mà cụ vẫn còn chưa quy tiên á thì bắt đầu người ta mới là xem xét là con cháu có tài trợ được không Đấy, con cháu mà không có khả năng á thì bắt đầu chính phủ mới nhảy vô nghe các bạn ha Đấy, thì ở, tức là khi một một cụ già dưỡng lão đầu tiên là cái lương hưu của cụ á người ta sẽ lấy cái lương đó để mà chăm sóc của cụ tức là lương hưu cụ sẽ trả vào cho diện lão mà chưa đủ cái mức mà ba ngàn á lương hưu cụ mà có hai ngàn á còn thiếu một ngàn á thì bắt đầu người ta nhìn qua tới con cháu là hỗ trợ được bao nhiêu theo cái luật của chính phủ ha nhìn vào mức lương của con cháu đó mà còn thiếu nữa đó thì chính phủ mới nhảy vô tài trợ tiếp cho đủ ba ngàn ha các bạn ha cho nên là các bạn các bạn cũng yên tâm các bạn mà ở đức các bạn mà về hưu mà con cháu nuôi không nổi không phải là nuôi không nổi mà cái vấn đề là đi làm bên này mình nói là giờ giấc bạn làm ca làm kiếp không ai ở nhà chăm được cụ thì rất là nguy hiểm cho cụ ha thì chính phủ sẽ tài trợ ở bên đức là về hưu vào diễn viên lão mà không đủ tiền thì chính phủ sẽ lo các bạn yên tâm điều đó đi bởi vậy là càng về già thì nói chung là mình cứ giữ gìn sức khỏe mình thật là tốt mình đừng phải vào giường dưỡng lão ha nhưng mà nhiều cụ như hàng xóm của mình nó cũng mất rồi trước đây là cụ ở nhà một mình thôi rồi à, cụ thì con cháu nói là đón cụ về ở chung chúng nó cụ không về à, cụ nó nhà ta tôi ở à, con cháu nó mất đi làm ở chỗ khác nó đâu có về đây mà nó bỏ việc làm được các bạn à, thì à, cụ ở nhà thì à, tới một lúc nào đó thì bác sĩ nói là bây giờ cụ phải vào dưỡng lão cụ không thể tự mình chăm sóc được nữa rồi đó thì uh, cụ có gia dưỡng lão, thì con cháu nó uh, về thăm thôi. Đó. Có một lần là con cháu nó đẩy cụ về, cụ ngồi xe lăn, uh, cụ yếu lắm rồi. Cụ đẩy cụ về thì nhà cụ sát nhà mình mà. Cụ lúc đó mình đứng ở cửa thì cụ hello mình xong mà cụ còn nói là Hello lô cái nhà của tao, cái nhà yêu quý của tao. Đó. nhưng mà cụ không có không có lên nhà, cụ không bước nổi các bạn. Đó. À, chỉ đẩy ngang cho cụ nhìn ngắm ngôi nhà của cụ thôi là đẩy về nó vậy thôi đó. còn trước đó là có một lần cụ đi về cụ đi rất là chậm con cháu nói là từ viện những lão đi về tới nhà cũng mất gần cả tiếng Ồ. cho nên lần sau là ngồi xe lăn luôn thì mình nói là uh, về việt nam uh, nếu mà bạn có tư duy là mở viện dưỡng lão thì hãy về việt nam còn ở đức thì chúng ta chỉ đi làm cho các công ty, các viện nhân lãng người nước thôi. Tạm biệt các bạn. À, chúc các bạn là xem video của mình. Thì sẽ thấy một điều gì đó bổ ích. Cho tương lai của các bạn. Cheers. Tạm biệt.